Dì Tư ơi, mở cửa, mở cửa giùm con. Dì Tư lẹ lên, dì Tư, con nè, con muối nè. Dì Tư ơi, mở cửa giùm con đi. Dì Tư. Ủa mày á hả? Dạ. Dì Tư cho con mượn ít tiền được không? Mới sáng sớm đã mượn tiền rồi. Không phải con mượn cho con mượn giùm anh Biển. Rồi đêm hôm qua má anh Biển cấp cứu trong bệnh viện á. Cái gì? Cấp cứu? Tại sao mày biết cấp cứu? Con nghe nói á là bị ngộ độc thực phẩm gì đó. Lúc mà ông Biển á, ổng cõng má ổng từ nhà dì về á, là đi vô bệnh viện luôn á. Làm sao mà có chuyện đó được chứ? Chắc là bà ăn cái gì vậy bà? Chứ giữa rừng già tôi có biết gì đâu. Thôi thôi thôi, bây giờ cái chuyện đó nói sao đi. Dì vô lấy tiền cho con mượn đi. Kỳ vậy, làm sao mà ngộ độc được chứ? Dì Tư. Hả? Rồi lấy tiền cho con mượn đi. Mày cứ hối, cứ để tao tính lo hoài. Bây giờ sao? Phải cúng cửu quyền tất tổ, để cho tai qua nạn khỏi. Mày đốt nhang cúng cho dì đi, lẹ đi, lẹ đi. Trời ơi, con nói gì để lấy tiền mà dì cúng cái gì? Tiền hả? Ừ, từ từ mày đừng có hối tay quên mà. Thôi thôi thôi, con dắt chị vô phòng lấy tiền luôn á. Đi. Trời ơi, nhanh lên đi Tư ơi. Sắp chết đến nơi rồi á, lấy tiền đi. Lấy tiền. Trời ơi, có chưa? Trời ơi, cái gì vậy? Trời đất ơi, hồi nay vậy? Con gái Tư á. Con gái Tư hả? Ừ. Nó đâu rồi? Nó bị thất lạc rồi. Sáng rồi, dậy đi. Dì Tư hả? Ừ. Đêm qua coi bà mệt lắm phải không con? Cũng chút chút thôi Tư à. Bà đi ngoài vậy là bị mất nhiều nước lắm đó. Nè, Tư mang cháo với lại các loại nước đến đây. Cái nào cũng đun sôi hết á. Cái nào cũng tiệt trùng đàng hoàng luôn. Má con ăn có nhiều đâu, để con mua dưới căng tin được rồi. Tư nấu nước chi cho cực vậy? Trời đất ơi, bà lạ hả? Ăn gấp mấy lần người thường. Bây làm như bây giàu lắm, cái gì cũng mua. Sao, bớt chưa? Bây giờ ăn miếng cháo nghe. Ừ. Hả? Hộp bia. Má, bụng dạ này uống bia gì nữa? Má phải giữ gìn sức khỏe chứ. Tao hết rồi, tao uống bia được mà. Con nói không được là không được mà. Bà mà còn đòi uống bia là bà không có sao đâu. Nè, Tư làm cho mày ổ bánh mì thịt đó. Lấy ăn đi, để má bị đó, Tư xử cho nha. Cảm ơn Tư. Rồi, đây. Tôi biết thế nào bà cũng đòi uống bia nên tôi mang cho bà một lon đó. Nhưng mà phải ăn hết cái này mới được uống nha. Ăn rồi uống bia hả? Ừ. Ăn hết này rồi uống bia. Ừ. Ăn hết chén cháo này nghe. Hết muốn uống bia rồi. Hả? Hết rồi muốn uống bia. Ừ.